không biết nghề này có phù hợp với mình hay không cả. Nhìn sang bên kia thấy đứa bạn mình đang học tài chính, nhìn sang bên này thấy đứa đang học kế toán, nhìn sang bên kia thấy đứa đang học điện tử. Đứng núi này thì thấy núi khác cao hơn. Bắt đầu có những con người rời thuyền, bắt đầu có những con người rời đỉnh núi của mình đang lên và leo sang bên kia. Nó sẽ có những giai đoạn tâm lý của bạn nghi ngờ chính bản thân mình, nghi ngờ người khác, nghi ngờ ngành này có phù hợp với mình hay không. Thì tôi chỉ chia sẻ với các bạn, thực sự việc đầu tiên là lựa chọn ngành, lựa chọn nghề, dấn thân để tìm một lĩnh vực tiềm năng, để tìm một miền đất hứa cho mình. Thế thì may mắn có những con người lựa chọn ngay đúng ngành, đúng nghề ngay từ đầu là điều quá tốt. Nhưng cũng có những người chẳng biết vì sao phải chọn cái nghề này, chọn ngành này. Thì như một thông số các anh em đã thấy, các bạn đây đã thấy, anh Thống vừa chia sẻ các bạn, thị trường ô tô ở Việt Nam là thị trường quá tiềm năng. Cái thời điểm của chúng tôi học, rất nhiều người đổ xô vào học điện tử dân dụng, điện tử cơ bản, điện tử công nghiệp. Đến giờ này còn ai sửa tivi, ai sửa điện thoại, ai sửa máy tính nữa đâu. Thời điểm đó thì sinh viên chúng tôi ra trường chỉ cần ra những chợ Nhật Tảo sửa cái tivi, sửa cái đài thôi là nó có thể kiếm tiền và giàu rồi. Đổ xô đi học sửa điện thoại. Đến giờ này ngành điện tử dân dụng còn đâu sống nữa. Thời chúng tôi học ngân hàng, nhưng mà thằng nào mà học ngân hàng ra trường nó kinh khủng lắm. Đến giờ này học ngân hàng ATM tất cả giao dịch tự động hết rồi. Có những con ngành nó đã, có những ngành nó đi xuôi theo dòng nước. Có những ngành nó đang trên đà tăng trưởng, trên đà phát triển. Vô tình chọn chúng cái ngành đó, thực ra tôi đến sau quá trình học, đến năm thứ hai, năm thứ ba hỏi tôi lý do vì sao tôi họ lựa chọn cái ngành này, nghề này, không biết vì sao. Tôi may mắn có một lựa chọn đúng ngành vì thực sự là may mắn. Vì nó phù hợp với tố chất con người tôi. Vì nó phù hợp với bản năng của tôi. Nó phù hợp với sở trường của tôi. Và may mắn nó phù hợp với ngành nghề này đang trên đà tăng trưởng phát triển. Như các bạn ngồi ngày hôm nay ngồi đây, chúng ta may mắn đang lựa chọn một cái ngành nghề nó xuôi dòng nước, dòng sông đang chảy xuôi và đích chúng ta ở dưới xuôi. Chúng ta chỉ cần ngồi lên thuyền và kỹ năng lèo lái con thuyền để về đến đích. Nó có quá nhiều những điều thuận lợi so với những cái ngành nó đang ngược dòng. Tỷ lệ sở hữu xe của ô tô chúng ta, Việt Nam của chúng ta 23-24 chiếc xe trên 1.000 người, giống như anh Tống vừa chia sẻ. Và Thái Lan bây giờ là 300-400 xe trên 1.000 đồng dân. Ở Mỹ, những nước phát triển nó đang 600-700, mình có 20+ chiếc xe. Cơ hội để thị trường ô tô của chúng ta tăng trưởng và phát triển nó quá tuyệt vời. Hàng năm mấy trăm ngàn xe bán ra với tốc độ như con người đào tạo ra, anh em thấy rằng nó quá tuyệt vời cho những người theo đuổi này. Nhưng thực sự cái ngành, cái nghề nó chỉ là một yếu tố chuyên môn thôi. Yếu tố chuyên môn của các bạn ra để có thể nắm bắt được cái theo đuổi được cái lĩnh vực đó hay không, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Yếu tố đầu tiên chọn ngành thì những người đã theo đuổi như chúng tôi, như những người anh em đi trước, những người đồng nghiệp tương lai ở đây của các bạn, những người đã theo đuổi nó và cảm thấy và đánh giá cả thị trường của chúng ta, thấy rằng là ngành ô tô đang là những ngành được rất nhiều sự ưu tiên của chính phủ, được rất nhiều những điều kiện thuận lợi để phát triển. Chúng ta lựa chọn ngành này ngày hôm nay, may mắn có những phương tiện truyền thông, may mắn có những cái buổi định hướng nghề nghiệp như thế này, may mắn có những người thầy định hướng cho chúng mình. Chúng ta thấy cảm thấy yên tâm một điều rằng chúng ta đang lựa chọn đúng ngành, đúng nghề. Tuy nhiên, nắm bắt được những cơ hội đó được hay không, nó phụ thuộc vào chính các bạn. Tôi kể một câu chuyện này, đứa em tôi, nó học rất giỏi từ bé. Nó thi đại thương, nó thi ngoại thương, học xong thi là đỗ, học xong đầu năm đầu tiên. Anh em không thích nghề này, ok, thi nghề khác đi. Chuyển sang Bách Khoa Hà Nội thi đỗ, học 4 năm liền. Vừa rồi về hỏi, có làm đúng nghề không em? Anh ơi, em đi ra trường rồi, nó học rất giỏi, học giỏi tư vấn. Thì anh ơi, em chuyển qua đi làm nghề khác rồi. Làm đúng nghề lương thấp quá anh ạ. Cho nên sự thực tại sao câu chuyện chúng tôi kể ngành nghề tiềm năng như vậy, tại sao lớp của chúng tôi, lứa chúng tôi giờ còn có 2 người theo nghề. Lứa của anh Thống đến giờ này, những người theo đuổi nghề thì toàn là giám đốc, toàn những vị trí quản lý cho các hãng rồi. Không thì cũng về ra mà tạo dựng doanh nghiệp cho mình rồi. Nhưng tại sao khốc liệt như vậy?
nó đòi hỏi những người học kiến thức chuyên môn rất giỏi. Nhưng thực sự anh em ạ, bất kể ngành nào, nghề nào cũng vậy, kiến thức chuyên môn chỉ là điều cực sự rất nhỏ bé để đóng góp, để xây dựng lên tương lai của các bạn sau này. Kiến thức chuyên môn rất giỏi mà tinh thần ý chí kém thì vứt. Có những người họ có năng lực sở trường giống như tôi đi học về chưa bao giờ tôi học thêm nữa, vì tôi có một cái năng lực tư duy kỹ thuật rất giỏi. Thầy dạy đến đâu là tôi nhớ đến đấy, thực sự về nhà gần như tôi không học à. Tôi có một cái sở trường tư duy về kỹ thuật. Sau này tôi mới hiểu rằng từ bé tôi có tố chất rồi. Từ ngày bé tí là tôi cứ rình rình bố mẹ đi làm đi vắng là tôi cứ mở về cái tivi, về cái tôi tháo hết bùng ra xem nó có cái gì. Đi học kỹ thuật là tôi luôn luôn xung phong mang xe tôi ra tháo. Tôi may mắn có một cái tố chất, có một cái sở trường về lĩnh vực kỹ thuật cho nên tôi học rất giỏi. Nhưng rất nhiều người học giỏi hơn tôi nhưng đi ra ngoài vì họ có tố chất cho nên họ học tuyệt vời, nhưng đi ra ngoài ý chí kém. Thái độ thì mình chưa là ai cả, nhưng đi ra ngoài làm chưa làm đã anh ơi, em làm cái này em được gì, lương em bao nhiêu, trong khi đó mình còn cực kỳ nhỏ bé. Một tinh thần chưa làm, chưa dấn thân, chưa trao đi đã đòi nhận lại mình phải được gì mình mới làm. Sau này đi ra ngoài có rất nhiều những người bạn lấy cái tinh thần đó đổ lỗi, oan trách, biện minh. Hàng năm tôi tuyển sinh rất nhiều các bạn sinh viên khi ra trường. Anh ơi cái này trường em không dạy, anh ơi cái này em chưa học. Chúng ta đang được ngày nay cái phương tiện truyền thông giống như vừa rồi thầy Phúc chia sẻ, chúng ta có quá nhiều điều kiện thuận lợi, học từ YouTube, học từ Google, học từ tài liệu, học từ những hội nhóm cộng đồng, học từ những tài liệu các thầy chia sẻ, học từ những cái thư viện học viện của trường. Có quá nhiều những điều thuận lợi cho chúng ta, nhưng xung quanh ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nó có quá nhiều những cám dỗ. Ra thành phố nào thì game, nào thì các thứ trò chơi online, nó có quá nhiều điều những thứ khiến cho các bạn mất tập trung. 18 tuổi rồi, ngày hôm qua vẫn còn ở nhà, vẫn còn ngồi lên con thuyền và bố mẹ mình, thầy cô ở cấp 3, thôi em ơi cứ ngồi lên đi, cô chở đến đâu thì em đến đó. Nhưng ngày hôm nay trên 18 tuổi rồi, bước ra biển lớn rồi, định hình được tương lai của mình, nắm cái cuồng của mình và đi, không ai đi thay cho mình nữa. Ở trên này các thầy cũng chỉ là người định hướng. Em ơi, hướng gió nó đi như vậy đấy, em phải cày chiều cánh thuyền như thế này. Sóng như vậy đấy, em phải nâng cao năng lực để vượt qua sóng. Các thầy không chèo thay với con thuyền của mình.